Quang Đại, từ cử nhân luật đến ông Hoàng Thả Thính, vướng tin đồn tình ái với Thiên Minh. Quang Đại sinh năm 1992 là một người mẫu nam bước ra từ cuộc thi Vietnam Next Top Model. Bên cạnh sự nghiệp thời trang, Quang Đại còn là một travel blogger, blogger du lịch và quản lý 3 startup được nhiều bạn trẻ chú ý và yêu thích. Anh cũng gây ấn tượng với gu thời trang đường phố đơn giản nhưng vẫn thu hút. Cách phối đồ của Quang Đại được rất nhiều chàng trai học hỏi. Sự nghiệp của Quang Đại. Quang Đại tốt nghiệp ngành cử nhân luật nhưng lại thành công ở mảng người mẫu kinh doanh. Quang Đại chạm ngõ làng mẫu vào năm 2011. Hai năm sau, anh tham gia cuộc thi Việt Nam Next Top Model mùa thứ tư để thử thách bản thân. Tuy không lọt vào vòng cuối cùng nhưng cái tên Quang Đại sau đó vẫn nhận được rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng thời trang. Anh chàng gây dấu ấn mạnh mẽ bởi chiều cao khủng, gu thời trang bắt mắt, gương mặt góc cạnh không góc chết. Gần như không một concept chụp ảnh thời trang nào có thể làm khó được anh chàng này. Nhiều người còn nhận xét gương mặt của Quang Đại có nét nam tính đậm chất điện ảnh theo một cách vô cùng cổ điển trữ tình. Anh chàng cũng thường xuyên tung ra những bộ ảnh đậm chất thơ, trữ tình vô cùng ấn tượng. Bên cạnh niềm đam mê với thời trang, Quang Đại còn kinh doanh cửa hàng thời trang cà phê và homestay. Những thương hiệu mà Quang Đại làm chủ hoặc đồng sở hữu đều được lòng giới trẻ Sài Gòn. Ngoài ra, chàng trai 29 tuổi này còn là một travel blogger. Anh từng đi tới những quốc gia như Bhutan, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, châu Âu để làm phong phú thêm những trải nghiệm du lịch của bản thân. Quang Đại không chỉ có ngoại hình đẹp mà anh còn là một người vô cùng thông minh. Anh chàng từng thi đỗ hai trường đại học là Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Nông Lâm. Sau đó anh chọn Đại học Luật để theo học trong 4 năm. Sau đó Quang Đại còn đăng ký thi vào lớp cử nhân tài năng của trường Đại học Luật. Quang Đại biết hai ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Anh chàng cho biết vì đam mê du lịch nên anh rất thích học ngoại ngữ để không bị rào cản mỗi khi đến vùng đất mới. Quang Đại cũng là chàng trai khá mặn mà trên mạng xã hội. Anh chàng thường chia sẻ những dòng trạng thái sâu deep trên Instagram và Facebook. Khi giao lưu với fan, anh cũng đối đáp hết sức ngắn gọn và xúc tích nhưng đúng trọng tâm. Quang Đại tham gia một vài chương trình game show truyền hình. Anh từng tham gia show 100 triệu một phút và ngay lập tức gây ấn tượng. Công chúng bất ngờ bởi chàng thanh niên có ngoại hình nho nhã, điềm đạm nhưng lại có học thức sâu rộng, hiểu biết trong nhiều lĩnh vực. Bằng sự thông minh của mình, Quang Đại dễ dàng đi qua nhiều câu hỏi của chương trình dưới sự ngạc nhiên của người chơi và người dẫn chương trình. Quang Đại cũng từng tham gia làm huấn luyện viên chương trình Model Kids Việt Nam 2019, chương trình tìm kiếm tài năng người mẫu nhí Việt. Quang Đại bị tố ăn cắp chất xám. Tuy nhiên, vào năm 2019, Quang Đại liên tục bị tố đạo nhái chất xám. Ngày 10 tháng 8 năm 2019, chủ nhân blog Gác Nhỏ của Mạnh tố Quang Đại tự ý lấy những câu văn của mình đăng tải lên trang cá nhân Thả Thính mà không ghi rõ nguồn. Bên blog đã liên hệ với năm người mẫu nhưng ekip của anh không trả lời. Vào ngày 6 tháng 9, Quang Đại lại tiếp tục bị dân mạng tố ăn cắp chất xám khi đăng tải bài viết bốn loại chị em bạn rỡm cần phát hiện sớm để tránh hậu họa về sau lên fanpage của mình. Đời tư của người mẫu Quang Đại. Kể từ khi nổi tiếng đến nay, Quang Đại chưa bao giờ công khai hẹn hò với ai. Dù vậy, nhiều người cho rằng Quang Đại từng có mối quan hệ tình cảm với Thiên Minh, nam diễn viên từng đóng phim Mùa Hè Sôi Động, đồng thời là người đồng sáng lập quán cà phê Sinker and Dreamer nổi tiếng cùng Quang Đại. Dù tin đồn đã kéo dài từ rất lâu nhưng cả Thiên Minh và Quang Đại không ai lên tiếng. Họ chỉ liên tục chia sẻ những bức ảnh check-in cùng địa điểm hoặc những story Instagram đầy tình cảm. Những người bạn thân thiết của Quang Đại. Quang Đại có rất nhiều người bạn thân thiết nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật tại Việt Nam. Quang Đại chơi rất thân với travel blogger Trang Oliver. Đây là quán quân của cuộc thi Here We Go mùa 4. Trang Oliver được yêu thích bởi vẻ ngoài ngọt ngào và gu thời trang nữ tính. Mặt khác, Quang Đại, Thiên Minh và Haley Tống là bộ ba nổi tiếng trong giới người mẫu thời trang. Họ thường cùng tung ra những bộ ảnh đầy chất thơ. Quang Đại cũng chơi thân với giám đốc sáng tạo Thiên Phạm. Cả hai cùng nhau mở ra homestay nổi tiếng nấp tại Sài Gòn. Quang Đại chơi thân với nhiều người làm nghệ thuật nổi tiếng tại Sài Gòn. Hiện nay, Quang Đại không chỉ là một chàng người mẫu mà đã xây dựng thành công hình ảnh doanh nhân thành đạt. Anh là một hình mẫu, con nhà người ta đích thực được giới trẻ Việt ngưỡng mộ và học hỏi.